Cận cảnh clip xe tải đâm bé gái thoát nạn gang tấc và lời cảnh tỉnh cho phụ huynh. Các bậc phụ huynh thân mến, dạy trẻ chạy xe và cho trẻ tham gia giao thông. Nhưng có bao giờ chúng ta đã tự hỏi mình đã dạy con các kiến thức an toàn hay chưa? Một video mới đây là lời cảnh tỉnh cho chúng ta dạy trẻ chạy xe thôi là chưa đủ, mà còn phải dạy cả kiến thức an toàn và các quy tắc giao thông. Theo đoạn video từ camera nhà dân ghi lại, một cô bé khoảng chừng 7-8 tuổi chạy xe đạp tham gia giao thông. Từ trong lề đường, cô bé đã ngoặt trái với ý định sang đường. Tuy nhiên, trước mắt em là một xe chở gạch đã che khuất tầm nhìn. Thay vì chạy chậm và quan sát phía sau xe chở gạch ấy có an toàn hay không, thì em đạp nhanh ra và va chạm với một xe ben. Rất may mắn, xe ben chỉ chạm vào bánh trước của xe đạp và em nhỏ không bị ảnh hưởng đến tính mạng. Các bậc phụ huynh nên chú ý hơn trong việc cho con em của mình tham gia giao thông. Ôi sợ thế, đường toàn xe to như này, sao bố mẹ yên tâm cho tự đi xe được vậy? Cú sốc đầu đời thương con quá, từ giờ nhớ đi đứng cẩn thận nha con. Thật may mắn là bé không sao, bố mẹ phải thật cẩn thận. Các bạn nghĩ sao về việc ngoài dạy cho trẻ đi xe thôi là chưa đủ? Để lại một bình luận bên dưới cho chúng tôi được biết nha. Đừng quên like, share video và nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận thông báo về những video mới nhất của chúng tôi.